Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mali xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam, phát đi từ Oklahoma City, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình vòng quanh Hoa Kỳ và thế giới ngày 15 tháng 9 năm 2018. Chương trình này sẽ đến với quý vị qua sự phối hợp của Miley, Hồng Phúc và Quốc Sơn. Miley xin được chào ông Hồng Phúc và anh Quốc Sơn. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông. Dạ vâng, tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin kính chào tái ngộ anh Quốc Sơn và xin kính chào tái ngộ cô Mai Ly, người điều hợp chương trình. Vâng, Quốc Sơn kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Quốc Sơn chào ông Hồng Phúc và Mai Ly trong chương trình là vòng quanh Hoa Kỳ và thế giới sáng hôm nay. Chào quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, trước hết thì chúng tôi cũng xin được trân trọng cáo lỗi cùng quý vị. Thưa quý vị, vì lý do gia đình, do đó chúng tôi sẽ không có thể làm chương trình này trực tiếp được, mà anh em chúng tôi buộc phải thâu chương trình này sớm một chút xíu và sẽ gửi đến quý vị dựa theo cái thời biểu thường lệ của ngày hôm nay. Do đó chúng tôi sẽ không có cái phần mở đường dây để mời quý vị gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay. Mai xin được cáo lỗi cùng quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Tuần này thì Miley xin mời quý vị cùng chúng tôi, xin mời quý vị hãy nghe anh em chúng tôi đấu hót với nhau về những cái đề tài trong tuần này thưa quý vị. Và kế đến thì Miley cũng xin được nhắc lại là cái chương trình vòng quanh Hoa Kỳ và thế giới thì thường thường chúng tôi đưa ra có 3 đề mục. Thứ nhất là tin Hoa Kỳ, thứ nhì tin thế giới và kế đến là tin Việt Nam. Và chúng tôi sẽ luân phiên nhau mỗi một tuần thì cái đề mục này đi trước thì tuần sau sẽ đề mục sau kế tiếp thưa quý vị. Thì tuần vừa rồi quý vị đã nghe những tuần vừa rồi đó thì quý vị đã nghe nào là tin Việt Nam dẫn đầu, rồi sau đó đến tin Hoa Kỳ và thưa quý vị tuần lễ này thì tin thế giới sẽ được mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với phần tin thế giới. Thưa anh Quốc Sơn cũng như thưa ông Hồng Phúc, Miley xin mời hai vị cùng quay về với cái câu chuyện của Bắc Hàn. Hình như là mấy tuần lễ vừa qua nó có vẻ hơi là nguội đi, nhưng mà tuần này đó thì thưa hai vị, chủ tịch của Bắc Hàn đã gửi đến cho Tổng thống Donald Trump một lá thư và trong đó cho là rất là thân thiện và mong có một cuộc họp thượng đỉnh thứ nhì giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un. Thì thưa quý vị, hiện tại ngay thời điểm này thì tòa Bạch Ốc đang sắp xếp một cái thời khóa biểu cũng như là lựa chọn địa điểm và chắc chắn rằng trong một tương lai rất gần đây chúng ta sẽ được biết tin này thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì cũng trong tuần lễ vừa rồi ngày mồng 9 tháng 9 thì là cái ngày ăn mừng 70 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Bắc Triều Tiên. Thì thưa quý vị, hàng năm chúng ta nhìn thấy cái cuộc gọi là diễn hành của Bắc Triều Tiên rất là kinh hoàng thưa quý vị. Nào là những chiếc xe vận tải mười mấy bánh, trên đó nó di chuyển những cái trái gọi là hỏa tiễn liên lục địa bự, thật là bự, mà nhìn là thấy rợn da gà thưa quý vị. Nhưng mà trong năm nay thì chúng tôi hoàn toàn không nhìn thấy những cái biểu dương đó. Thì phải chăng đây là một cái hành động tỏ thiện chí với Hoa Kỳ, vì họ nói rằng họ từ bỏ vũ khí xuyên lục địa và bên cạnh đó cũng như là họ chuẩn bị giải trừ cái chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Thì thưa hai vị, xin hai vị cho biết ý kiến về một cái triển vọng nào có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Liệu Bắc Triều Tiên có thể
đưa tới cái vấn đề giải thể chương trình vũ khí hạt nhân của họ, cũng như là ông Kim Jong-un tuyên bố rằng sẽ thi hành việc này trong cái nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi xin mời anh Quốc Sơn, xin anh vui lòng cho biết thêm những cái cao điểm về vấn đề này và xin anh cho ý kiến của anh thưa anh. Vâng, thưa quý vị, như Mai Lý vừa trình bày đó, thì chúng ta thấy những cái gì mà xảy ra tại giữa cái Bắc Hàn và Nam Hàn, thì chúng ta thấy những cái cuộc họp liên tiếp giữa Bắc Hàn và Nam Hàn ngồi lại để mà thảo luận với nhau sau những cái việc mà Bắc Hàn trao trả một số xác tù binh hay là một số hài cốt của những quân nhân Mỹ đã bị mất tích trong thời gian chiến tranh Bắc Hàn và Nam Hàn. Thưa quý vị, trong đó là một cái sau cái những cái thiện chí hay là những cái hình ảnh mà có tính cách thiện chí cố gắng để mà hồi đáp lại cái sự cái thân thiện của Hoa Kỳ, thì Bắc Hàn đã làm điều đó và họ liên tục tổ chức những cái cuộc họp giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Thì cái cuộc họp kế tiếp mà họ dự trù sẽ xảy ra đó là từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Và trong cái thời điểm trước đó thì họ cũng đã tuyên bố như Mai Lý vừa trình bày đó. Thưa quý vị, họ tuyên bố là họ muốn có một cái vấn đề có thể đưa đến về chị giải thể vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn trong cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Thì chúng ta thấy những cái chuyện mà xảy ra trước đó thì lộn xộn đủ thứ, nào là họ tuyên bố Hoa Kỳ là làm có tính cách gangster rồi này kia, nhưng mà những cuộc họp giữa hai bên vẫn bắt đầu tiếp tục, và sau đó thì họ gửi thơ cho Tổng thống Trump cũng yêu cầu có một cái cuộc họp lịch sử nữa thứ nhì. Và như vậy, thưa quý vị, đó chúng ta đặt ra có phải là thực sự họ có thiện chí hay không, hay đó là một cái trò chơi từ hồi giờ họ vẫn đưa ra để mà rồi gọi là dụ dỗ hay là tìm cách để mà có những cái giải pháp hay những cái chính sách mà có thể dịu hơn giữa Hoa Kỳ đối với họ, và đặc biệt và là vấn đề cấm vận. Thì vấn đề cấm vận đưa ra để làm cho cái nền kinh tế của Bắc Hàn dường như là gần đến kiệt quệ. Thành ra đó là chúng ta mong rằng và chúng ta nghĩ rằng họ có thể đưa đến cái điều và gọi là giải thể vũ khí hạt nhân ở đó, và chúng ta hy vọng cái cuộc họp sẽ bắt đầu gần và đưa đến có một cái giải quyết rõ ràng, một cái giải pháp rõ ràng. Và đối với Bắc Hàn hay đối với Cộng sản thì chúng ta khó mà nói chắc được là họ có làm chuyện đó hay không, thì chúng ta cũng hy vọng thôi. Và hy vọng rằng với cái chính sách của Hoa Kỳ đưa họ đến những cái con đường mà gần như đường cùng, và họ có thể đưa đến quyết định làm có thể là xoa dịu cái làm tránh đi cái sự lo sợ và lo ngại giữa trên thế giới về vấn đề mà vũ khí hạt nhân của họ. Và trong cái cuộc diễn binh không có cái hỏa tiễn liên lục địa, đó là cũng một cái vấn đề gọi là cái điểm tốt. Không biết là quý vị nghĩ thế nào, nhưng mà Quốc Sơn hiện giờ thì Quốc Sơn vẫn còn nghi ngờ ở cái chỗ thiện chí của họ có thực sự sẽ đưa đến một cái kết quả tốt đẹp như mà mọi người mong muốn hay không. Trở lại với Mai Lý. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh. Và thưa ông Hồng Phúc, ông có nghĩ rằng là Bắc Triều Tiên thực sự có một cái thiện chí trong vấn đề này hay không thưa? Dạ, chúng tôi là người Việt Nam đã thuộc nằm lòng với câu nói của Tổng thống Thiệu, đừng nghe những gì Cộng sản nói. Thành ra cô tôi cũng nghi ngờ lắm, không biết là có hay không.
tôi chỉ sợ là họ lại muốn cứ chơi cái trò Putin qua cái hội nghị Singapore đó, làm chấn động cả thế giới, ai cũng nô nức mong rằng phen này là một chuyện rất tốt đẹp. Thì rồi thời gian trôi qua cho đến giờ phút này chúng ta đều thấy rằng đó chỉ là những lời hứa hão và kết quả không đi đến đâu. Thế nhưng mà kỳ này thì công nhận là Kim Jong Un hay là Bắc Hàn có gửi đến cái lá thơ mà lời lẽ được các nhà bình luận quốc tế thì cho rằng ông ta có vẻ dịu giọng và có vẻ cũng dám cởi mở. Thế nhưng mà ai cấm người kịch sĩ đóng kịch được, thì đó là cái điều đáng tiếc. Thứ hai đó là chúng tôi thấy lần này thì Tổng thống Trump đã tỏ ra mau chóng nhận lời, thì như ông ấy đã nhận lời nhưng mà chưa tiết lộ ngày giờ và địa điểm. Như vậy là Tổng thống Trump cũng có nôn nóng để mong muốn có những cuộc tiếp tục hội đàm, bởi vì có lẽ ông cũng nghĩ rằng phải trường kỳ kháng chiến với lại những cái anh như anh Kim Jong Un ấy, chứ không phải có thể nói đó rồi làm đó được ngay. Thành ra riêng cái bà Sanders, bà phát ngôn viên của Tổng thống, bà qua cái lời đó bà nói rất là có vẻ vui mừng lắm. Bà cho rằng cái bức thư này là một cái bằng chứng mới cho thấy những cái tiến bộ của quan hệ giữa hai nước với nhau. Đó là đấy, thực ra chỉ mới là chỉ về một phía. Chứ mà đồng thời cũng như anh Quốc Sơn nhận xét ấy, thì bà cũng đưa ra cái nhận xét là trong cái kỷ niệm 70 năm thành lập Bắc Triều Tiên ấy, thì trong cái cuộc diễn binh đó thì không có những cái vũ khí hạt nhân là cái thứ mà bị cấm kỵ đối với lại của Hoa Kỳ đưa ra cũng như quốc tế đưa ra. Thì như thế chứng tỏ là anh này cũng có vẻ biết nghe lời quốc tế hay là biết nể nang quốc tế mà đã giấu những cái đó đi, không có đem ra phô diễn rình rang như bao nhiêu lần trước nữa. Thì đấy là những cái dấu hiệu quả tình trông thấy có vẻ là những cái điềm lành. Nhưng thưa quý vị, với cái hậu quả, cái hậu chấn của cái Singapore thì chúng tôi chưa thấy có một kết quả nào cụ thể. Đến bây giờ ông ta lại đưa ra những lời lẽ này thì chúng tôi hy vọng anh ta có thể thay đổi thái độ. Hy vọng thôi chứ chưa chắc. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng tôi cho rằng mọi việc của Triều Tiên muốn giải quyết được dứt khoát đấy, thì có lẽ trước tiên Hoa Kỳ phải giải quyết được vấn đề chiến tranh thương mại đối với lại Trung Hoa, đối với Trung Cộng. Bởi vì đấy mới là cái key của vấn đề, đó là cái chìa khóa của vấn đề. Hai bên bây giờ, anh như Tổng thống Trump đã từng tuyên bố đó, là anh Trung Cộng cứ đem anh Triều Tiên ra làm cái vật cản ở giữa để cứ hoàn thích thế thì anh ok, không thích thì lại đưa Bắc Triều Tiên ra làm cái vật cản. Thành ra tôi cho là cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là giải quyết cái vấn đề thương mại giữa hai quốc gia Trung Cộng và Hoa Kỳ là then chốt. Khi mà hai bên đã thỏa thuận với nhau một cái chính sách đối đầu với nhau như thế nào ở trên trường quốc tế đó, thì tôi tin là cái chuyện Kim Jong Un sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Đấy là cái điều. Có một cái điều ngoài ra tôi phải nhận xét là riêng Nam Hàn, ông Tổng thống Kim Jong Un gì đó, Moon Jae-in gì đó, thì ông ta rất có thiện chí trong vấn đề nối lại băng rào giữa hai đất nước. Ông ta cũng thiện chí là muốn nối lại của đợt thống nhất đất nước của họ. Nhưng mà cái việc đó hình như vẫn còn do cái sự định đoạt của quốc tế, của các siêu cường. Thì trong hai quốc gia có mong muốn cũng không được. Thì trở lại với Mary. Dạ vâng, hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời thưa quý vị, vì hầu như chúng tôi đều đồng ý với những gì ông Hồng Phúc vừa mới trình bày. Nhưng thưa ông, trong cái sự đồng ý thì Marie có một điểm Marie không đồng ý với ông về cái vấn đề hậu chấn của Singapore. Nếu mà nói rằng hậu chấn của Singapore không có gì hết thì Marie hoàn toàn không đồng ý với cái nhận định đó thưa ông. Vì lý do rõ ràng nhé, hậu chấn của Singapore, Bắc Triều Tiên đã trao trả lại cho Hoa Kỳ 55 hài cốt của binh lính Hoa Kỳ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì đó, Hoa Kỳ hoàn toàn chưa cho một cái gì cả, thưa quý vị. Vấn đề cấm vận với Bắc Triều Tiên vẫn giữ như cũ, mà không những như vậy, mới tuần vừa rồi nè, Hoa Kỳ đã đưa thêm cấm vận với Liên Hiệp Quốc liên quan tới Bắc Triều Tiên. Rồi trong tuần lễ này thì thưa quý vị, phía bên ủy ban của là lập pháp Hoa Kỳ đã, xin lỗi quý vị, ủy ban của phía bên bộ ngoại giao của Hoa Kỳ đã thông báo cho lưỡng viện quốc hội biết rằng họ dự trù sẽ bán lên tới hình như là 20 tỷ đô la về vấn đề vũ khí cho Nam Hàn, trong đó bao gồm những chiếc máy bay trinh thám để mà nó có thể theo dõi, nó ở trên trời, nhưng mà nó có thể theo dõi để nhận định và biết được ở dưới lòng biển những chiếc
tàu submarine, những cái chiếc tàu ngầm đã có mặt hay không và đang hoạt động như thế nào, và bên cạnh đó sẽ bán thêm cho Nam Triều Tiên những cái hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn xuyên lục địa, Patriot System. Đó là cái điểm mà chúng tôi thấy rằng là Hoa Kỳ hoàn toàn không có nhượng bộ một bước nào, thưa quý vị. Mà không những như vậy, cái vòng vây của Hoa Kỳ đối với Bắc Triều Tiên càng ngày càng siết lại. Và bên cạnh đó thì như ông Hồng Phúc vừa mới nói đó, là phía bên Nam Triều Tiên thì quả thật ông Tổng thống Moon Jae-in thì ông đã làm, họ đã làm việc trực tiếp với phía bên Bắc Triều Tiên, và cuộc họp này đó là cuộc họp lần thứ 3, thưa quý vị, và họ sẽ tiếp tục đưa tới cái vấn đề nối lại cái vụ cái quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa miền Bắc và miền Nam. Thì như vậy chúng tôi thấy là cái hậu chấn của Singapore có nhiều lắm chứ, có nhiều lắm thưa quý vị. Và vào hôm thứ 6 tuần vừa rồi thì ông tướng Michael Minihan là đại diện cho, ông là chỉ huy quân sự cao cấp của Liên Hiệp Quốc, ông đã gặp với đối tác của phía bên Bắc Triều Tiên để tiếp tục nói chuyện thêm về vấn đề lấy lại hài cốt của những binh sĩ đã tử trận trong chiến tranh của Bắc Triều Tiên. Và chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ông Hồng Phúc về cái điểm giải quyết được Bắc Triều Tiên hay không có liên quan trực tiếp với phía bên Trung Cộng. Thì chuyện này hoàn toàn đúng, thưa quý vị. Vào ngày hôm nay, thì Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ, ông vẫn dự trù sẽ đánh thuế nhập cảng trên thêm 200 tỷ hàng của Trung Cộng nhập vào Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, vấn đề này, và dựa theo cái bài báo được nghiên cứu vào ngày 12 tháng 9 trong tuần vừa qua của một công ty đầu tư, đó là công ty JP Morgan Chase and Company. Có lẽ những quý vị nào theo dõi thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ này cũng như trên toàn thế giới thì quý vị đều biết tới JP Morgan Chase and Company. Và cái chi nhánh này nghiên cứu cái sự việc này là nằm ở tại ở phía bên Trung Cộng, và họ cho biết rằng nếu cái tình trạng chiến tranh kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng kéo dài thì cái vấn đề phía bên Trung Cộng sẽ mất khoảng 1 triệu công ăn việc làm là chuyện rất dễ dàng, thưa quý vị. Và nếu trong trường hợp thậm tệ, nghĩa là đi mất tới tận cùng đó, thì phía bên Trung Cộng có thể mất tới 5 triệu ngàn công ăn việc làm. Như quý vị biết hiện tại, dạ 5 triệu công ăn việc làm. Như quý vị biết hiện tại bây giờ hàng năm Trung Cộng xuất cảng qua thị trường tiêu thụ của Hoa Kỳ trên 600 tỷ đô la, trong khi Hoa Kỳ chỉ xuất cảng qua bên họ đó là chỉ có khoảng cho khoảng 150 tỷ thôi. Thì quý vị thấy đó là cái xuất cảng qua Mỹ này gấp 4 lần cái số lượng Mỹ xuất cảng qua phía bên Trung Cộng. Trung Cộng đã có tuyên bố rằng ăn miếng trả miếng. Thì trong thời gian vừa qua, thưa quý vị, nếu khi mà Hoa Kỳ tuyên bố là đánh thuế trên, tính cho tới bây giờ là Hoa Kỳ đánh thuế trên khoảng 50 tỷ hàng nhập cảng của Trung Cộng, thì ngược lại Trung Cộng cũng đánh thuế trên khoảng 50 tỷ hàng của Hoa Kỳ xuất cảng qua Trung Cộng. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị thấy không? Như vậy bây giờ Trung Cộng họ chỉ còn có khoảng 100 tỷ thôi, 100 tỷ hàng nhập cảng của Hoa Kỳ qua nước họ. Mà trong khi Hoa Kỳ còn tới khoảng 600 tỷ trên cái hàng nhập cảng của Trung Cộng vào Hoa Kỳ, thì do đó chúng ta nhìn thấy cái số lượng đó không đó. Nếu mà chơi tận cùng thì Trung Cộng sẽ gặp rất nhiều trở ngại về vấn đề này. Chưa kể là thưa quý vị, ngày hôm nay đó, cái nợ quốc gia của Trung Cộng đã lên tới 5.000 tỷ. 5.000 tỷ là 5 trillion. Và so với cái GDP đó
thì nó tương đương gần 50%. 50% nghĩa là họ làm được một đồng thì họ nợ 50 sen rồi, thưa quý vị. Thì hiện tại bây giờ Trung Cộng đang phải đương đầu với cái nợ quốc gia càng ngày càng tăng. Và nếu trong trường hợp chiến tranh kinh tế giữa Hoa Kỳ và đi tới tận cùng như vậy đó, thì Trung Cộng bắt buộc phải hạ giá cái đồng won của họ. Và kế đến đó, nếu mà trong trường hợp họ hạ giá cái đồng won của họ như vậy, họ sẽ mất đi khoảng 10% cái tiền dự trữ ngoại tệ, nghĩa là tiền đô la của họ đang giữ trong tay đó. Họ phải đổ ra cho thị trường khoảng 332 tỷ đô la. Thì như vậy quý vị sẽ thấy rằng là cái chiến tranh kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng ngày hôm nay, xin lỗi quý vị, ngày hôm qua thì cái phái đoàn của Trung Cộng và phái đoàn của bên Hoa Kỳ lại họp lại về cái vấn đề đánh thuế này nữa, vì tuần rồi họ có họp nhưng mà không đưa đi tới quyết định nào hết. Thì chúng tôi cũng rất là đồng, một lần nữa chúng tôi rất là đồng ý với cái nhận định của ông Hồng Phúc là cái vấn đề Trung Cộng cần phải giải quyết. Và chúng khi mà nói bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là giải quyết như vậy kẻ thắng người thua là như thế nào, thì chúng tôi nói rằng không có kẻ thắng và cũng không có kẻ thua. Cái người được lợi nhiều hơn hết á, thì chúng tôi nghĩ là Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và chúng tôi nghĩ rằng Trung Cộng sẽ phải nhượng bước về vấn đề chiến tranh kinh tế đối với Hoa Kỳ, vì cái cán cân của bên họ nó quá nặng. Và Hoa Kỳ không có gì để mất hết ngoài 150 tỷ đô la sản xuất qua Trung Cộng. Thì nếu một đối một thì anh Trung Cộng phải mất 4 thì anh Mỹ mới mất 1 mà thôi. Đó là cái nhận định của chúng tôi về vấn đề này. Không biết là anh vâng. Sơn nghĩ sao thưa anh? Vâng, xin phép ông có cái điểm như thế này. Có sự nhận xét về cái vấn đề của bác Hàng là ở cái chỗ là trong dường như trong tháng 8 thì có một số gia đình của Nam Hàn đi về Bắc Hàn để mà thăm bà con. Thì đó là một cái hình ảnh mà vấn đề kinh tế phồn thịnh giữa miền Nam và miền Bắc thì họ có thể đưa đến sự so sánh. Và cái miền dân của miền Bắc ấy, người ta sẽ thấy cái sự giàu có, sự phồn thịnh và sự phát triển mạnh của miền Nam, thì họ có có thể người ta đạt được thêm cái sức ép cho nhà nước của Bắc Hàn để đưa đến cái vấn đề gọi là giải quyết cái vấn đề giữa hai bên để mà đưa đến một nền hòa bình hay là một nền bình yên khác để mà người ta có phát triển. Và thêm cái phần nữa mà đặc biệt đến cái vấn đề mà gọi là giữa Trung Cộng, nền kinh tế của Trung Cộng đó, thì trong cái bài báo, thưa quý vị, cái bài báo, đây là một trong cái ví dụ điển hình thôi, bài báo của hãng thông tấn Reuters vào ngày 30 tháng 8 đó, thì họ đưa ra một cái ví dụ điển hình là công ty China Coastal Shipping Holding Company đó, họ đã mất đi 97.8% trong cái những cái dịch vụ mà thương mại của họ. Thì thưa quý vị, đây là mới một ví dụ điển hình của một công ty thôi, nhưng mà có nhiều công ty chúng ta chưa thấy được. Và cái nền kinh tế của Trung Cộng sẽ đưa đến một cái sự thiệt hại, một gọi là gần như là sụp đổ, nếu như mà Trung Cộng không có đưa đến vấn đề gọi là hợp tác với Hoa Kỳ hay một có đến một cái thỏa ước trong một ngày thật gần, thưa quý vị. Xin trả lời với Mai Lý và ông Hồng Phúc. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông. Dạ vâng, thưa cô, chúng tôi xin được trả lời với cô từng phần. Cái thứ nhất là nói đến cái vấn đề hậu chấn của cái Singapore. Thật ra thì tôi dùng cái từ ngữ đó không đúng, mà nói là hậu quả thì đúng hơn. Là bởi vì nó có gì đâu mà hậu được chấn. Có chẳng nổ gì cả, làm gì có chứng nổ đâu mà có hậu chấn. Bởi vì sao? Hội nghị sau khi họp ra thì ai tuyên bố cũng là thắng lợi không? Ông Trump thắng lợi lắm, vui vẻ lắm rồi. Vấn đề hạt nhân là không còn có gì để quan trọng cả. Là coi như xong rồi. Nhưng cụ thể cho đến ngày hôm nay chưa đi đến đâu hết.
rõ ràng là như thế. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, cô nói rằng là đã có những cái kết quả là họ trả hai cốt này ở đó này, rồi họ đi kỷ niệm 70 năm thành lập quốc gia của họ, quốc khánh của họ, không có họ tiễn đi trình diễn này. Dạ thưa cô, một cái kẻ gian nó dễ đóng kịch lắm, nó đóng kịch khéo lắm, mà người ta chết vì những cái đóng kịch đó. Dạ thưa cô, cô phải nhớ rằng trước khi họp Singapore là ông Phương đã thả ra ba tù binh rồi nhé, có tỏ thiện chí từ lúc đầu ấy. Nhưng mà chúng ta phải nhìn được cái diện và cái điểm. Dạ ông Kim, dạ xin lỗi, ông Kim thả tù nhân cho ông Trump, không có thả ai hết. Ồ, tôi xin lỗi, vâng, ông Kim đúng không? Dạ, ông Kim rủi ba đứa ba tù nhân. Rõ ràng là không có điều kiện gì hết. Họ xung phong, họ làm trước. Họ thấy, rồi họ cho chú phim, họ giật sập hay một vài căn cứ hoạt hiện của họ cho bên này thấy nữa. Thì thưa cô, họ có làm tất cả. Thì thưa cô, cái điểm của chúng ta muốn là gì? Là giải quyết vấn đề hạt nhân. Họ không làm gì trong vấn đề đó cả. Chính ông Trump sau này phải tố cáo là bên nó gian trá, đã không làm cái gì hết cả sau khi họ Singapore về. Đó là cái điểm nhất. Dạ. Từ đến cái thứ hai á, thì chúng tôi xin thưa với cô ở vấn đề được ưu tiên mục đích là như vậy. Bây giờ quay lại nhìn lại cái kết quả, những con số cô đưa ra, những viên quốc thương đưa ra đó, thú thật rằng chúng tôi không biết dựa vào đâu để mà tin, muốn tin lắm. Thưa cô, khi cô cũng như quốc thương đưa những cái con số tỷ này tỷ kia ra đấy, thì rõ ràng phần trắng nằm nắm chắc ở trong tay của Hoa Kỳ. Nhưng mà trước khi muốn đưa con số để cho người ta tin được thì phải chứng minh được cái con số đó nằm ở đâu. Thật sự là chúng tôi muốn tin, chúng tôi không biết lấy cái gì để mà tin cái con số đó. Thành như nói tìm tỉnh dễ lắm, cứ như được lấy lộn lại như là vàng mã vậy đó. Đó là điểm thứ hai. Với cái điểm thứ ba, nếu như chúng ta tiền đà thắng đến như thế, nắm chắc đến như thế, tại sao không làm tới đi? Là còn phải mời chung con qua bên này thảo luận làm gì? Mời phái đoàn của ông bộ trưởng thương mại bên này là ông Mnuchin gì đó, mới mời bên phái đoàn Trung Cộng quá, họ tuyên bố rầm rĩ là Mỹ mời qua để thảo luận, thì rõ ràng là vẫn có sự thương thảo. Thành ra thưa cô, trong cái ván cờ này đó, chúng tôi nghĩ rằng cả hai bên Trung Cộng lẫn Hoa Kỳ đều là những kẻ dơ cao đánh khẽ hay là đánh võ mồm nhiều hơn. Thưa cô, cứ nói này sẽ tăng lên 200 tỷ tiền thuế, 300 tăng tỷ tiền thuế, rồi sẽ đánh 400-500 tỷ tiền thuế là kia, lung tung cả. Nhưng mà hậu quả thật ra chưa biết được, đường đã đánh vào đến bao nhiêu rồi. Thì sao? Hai bên đều cần nhau hết. Trung Cộng cần Hoa Kỳ là một cái thị trường tiêu thụ lớn nhất của họ. Và ngược lại, Hoa Kỳ cũng cần một cái quốc gia như là Trung Cộng có những cái điều kiện tốt mà làm cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ phồn thịnh hơn lên. Dù cái con số thương mại trao đổi nó có khác nhau, nhưng mà có những cái lợi chìm mà có những cái lợi khác mà chúng ta chưa bao giờ nói tới. Còn đích ra, thí dụ biết bao nhiêu công ty ngày hôm nay của nước Mỹ trở thành hàng đầu thế giới, Amazon rồi Apple rồi kia, những cái vì sao những công ty đó lên được như thế là vì họ kiếm được nhiều tiền lời, cho nên họ mới trở thành những công ty vô địch thế giới. Kiếm được nhiều ở đâu mà ra? Nhờ những cái sản phẩm họ nhập cảng hay là họ đóng góp hay là bên Trung Quốc mà có. Thành tất cả những cái đó chúng ta phải nhìn thấy nó có cái lý do của nó không? Thế dạ, bây giờ, rồi xin lỗi cô, tôi nói thêm một câu cuối cùng. Là quý vị bảo rằng không, Hoa Kỳ không có gì để mất cả. Chúng tôi không tin là trong một cuộc chiến thì anh gãy tay thì anh cũng bị chán. Chưa khi là Hoa Kỳ mất 12 tỷ tiền để bù đắp cho nông dân một vấn đề rộng lành. Và bây giờ với một ngân quỹ sắp sản xuất ra 60 tỷ để chạy đua với lại Trung Cộng cho đầu tư ở các nước khác. Thưa cô, sơ sơ thấy 72 tỷ rồi. Chỉ nói là không có gì để mất thì chúng tôi tin là hơi chủ quan. Chị thế. Dạ vâng, tự nhiên ông Hồng Phúc nói vậy Miley hơi nhột bụng một chút ạ. Dạ. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn gọi là xác nhận những cái con số mà chúng tôi đưa ra vừa mới trình bày với quý vị, thì chúng tôi mời quý vị cứ lên trên web, quý vị có thể đi vào cái website của JP Morgan, là một công ty nổi tiếng trên thế giới chứ không phải chỉ Hoa Kỳ này thưa quý vị. Và bài viết này đó, cái bài học nghiên cứu này là do Haibin, H-A-I-B-I-N, Zhu, của chi nhánh JP Morgan và công ty ở phía bên China. Và quý vị cũng có thể đi vào chẳng hạn như Reuters, hay là quý vị cũng có thể đi lên mạng và quý vị search dựa theo cái tên của tác giả thì quý vị sẽ kiếm ra. Và nếu trong trường hợp quý vị kiếm không ra, quý vị cứ cho chúng tôi biết, chúng tôi sẵn sàng gửi cho quý vị một bản copy để chứng minh rằng những cái con số này không phải là chúng tôi tự trên trời hái xuống. Thưa quý vị, kế đến
Dạ vâng, và kế đến thì chúng tôi, sau đây thì chúng tôi xin được và bắt đầu qua phần tin của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Không biết là quý vị có theo dõi để quý vị thấy rằng cái vụ mà bổ nhiệm ông thẩm phán Brett Kavanaugh đi vào cái ghế tối cao pháp viện ngày hôm nay là tới đâu rồi? Cách đây hơn một tuần lễ thì phải nói là cả tuần đó thì trên màn ảnh lúc nào cũng nhìn thấy ông, và ông đã được chất vấn trước cái ủy ban của Thượng viện, và trước khi chất vấn trước mặt ủy ban Thượng viện cho công chúng được nghe thì ông cũng đã đích thân ông đi gặp, nếu mà Ly không lầm là tới 65 thượng nghị sĩ, đó là gặp riêng đó thưa quý vị, gặp riêng đó. Còn trong cái lúc mà ông được phỏng vấn hay là chất vấn trước cái ủy ban đó, là cá nhân ông ngồi ở cái bàn đó để cho họ chất vấn kéo dài liên tục 30 tiếng đồng hồ thưa quý vị. Thì bây giờ như thế nào? Thì câu trả lời tiếp theo cái vấn đề đó là như thế này thưa quý vị. Vào ngày hôm thứ năm hay là thứ tư tuần này nè thưa quý vị, thì bà Dianne Feinstein là một bà thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đại diện cho tiểu bang California, và phải nói rằng bà là có lẽ là vị thượng nghị sĩ nhiều thâm niên nhất của đảng Dân Chủ ngồi trong cái ủy ban này, do đó tiếng nói của bà rất là quan trọng thưa quý vị. Thì bà vừa mới đưa một cái lá thơ phải nói là nạt danh, không nạt danh thì không đúng, là tại vì có người viết cái lá thơ này tới cho bà và yêu cầu bà đó là giữ kín danh tính của họ, do đó bà tôn trọng cái lời yêu cầu đó, do đó bà hoàn toàn không cho biết tác giả lá thư là ai. Và trong cái lá thơ này đó thì nó truy tố ông Brett Kavanaugh là một người đã có hành động xâm phạm tình dục, hay đúng là dùng chữ xâm phạm tình dục, trong cái thời gian mà ông học ở high school, trong những cái khoảng thời gian của năm 1980, lúc bây giờ ông khoảng 16, 17 tuổi, chưa tới 18 tuổi thưa quý vị, thì bà mới giao cái lá thư này cho bên văn phòng FBI để điều tra. Thì thưa quý vị, câu hỏi chúng ta được đặt ra, liệu với cái lá thư đó thì chúng ta có thể tin được hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Kế đến, một cái hành động của một người thanh niên khi mà dưới vị tuổi thanh niên, nghĩa là có juvenile đó, thì có chúng ta có thể trói buộc cái hành động đó đối với người ta ngày hôm nay hay không? Và câu hỏi kế tiếp của chúng tôi nữa là, như vậy tại sao hồi mà ông được bổ nhiệm làm chánh án của tòa án liên bang, rồi ông được bổ nhiệm làm thẩm phán của tòa phúc thẩm của Hoa Kỳ ở tại DC, tại sao lúc bây giờ không cái vụ điều tra này không có gì hết, mà bây giờ khi mà ông được đề nghị lên vào cái ghế thẩm phán tối cao pháp viện thì cái vụ này lòi ra? Thì thưa quý vị nghĩ sao, liệu ông Brett Kavanaugh có được ngồi vào cái ghế tối cao pháp viện hay không? Miley xin được mời ông Hồng Phúc đi trước thưa ông. Mình luân phiên nhau mà, xin mời ông. Vâng. Thưa cô, nói như thế này, theo quan niệm của tôi là trước hết là vấn đề tôi định cái giá của cái người thẩm phán tối cao pháp viện. Thưa cô, trong cái Hoa Kỳ hay trong các nước trên thế giới đó, mà ta có một cái chính thể gọi là tam quyền phân lập đó, thì thưa cô, cái tòa án tối cao pháp viện là cái chức vụ quan trọng nhất. Vì sao? Tối cao pháp viện của Hoa Kỳ là một cái tòa án liên bang mà nó được bầu ra là bởi hiến pháp, được chỉ định ra làm việc là do hiến pháp của Hoa Kỳ. Nó cao hơn tất cả, trong khi các vị thẩm phán của các tòa án khác đó thì thưa cô, nó nằm dưới quyền của Quốc hội Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ bầu nhiệm. Và cái quyết định, mọi quyết định của tối cao pháp viện của Hoa Kỳ hay là của nước này nào cũng vậy, là cái quyết định trung thẩm, không thay đổi được. Kể cả việc họ có thể bãi chức tổng thống hoặc là chấp nhận ông này được thắng cử, ông kia thua cử, cụ thể như cái vụ của ông Al Gore với ông Bush
ngày xưa ở Florida có một đếm phiếu. Cuối cùng tối tam pháp định ra lệnh thôi, không đếm phiếu nữa, chấp nhận cho ông Bush thắng cử, hay là ông Bush thắng cử. Cái quyền hành họ to lắm. Và tất cả những chuyện đại sự của một quốc gia đem ra mà thảo luận đó, cái chung quyết là cái quyền cuối cùng cũng là do vừa tối cao pháp viện quyết định. Nếu những cái vụ án, những cái vụ kiện không còn ai xử được nữa, thì tối cao pháp viện có toàn quyền xử. Tại vì tôi coi đây là một cái chức vụ hết sức khó khăn, cho nên tôi quan niệm rằng càng cãi nhau, càng tranh luận và càng bới móc soi mói bao nhiêu thì càng tốt cho cái vấn đề lựa chọn. Bởi vì sao? Để chúng ta sau này không ân hận. Cái chức vụ này là chức vụ chọn đời, bầu vào đó rồi không ai có quyền lay off cả, không ai có quyền xuất thế cả, ngoại trừ vi phạm những cái tội hình sự thật lớn lao hay là vì lý do sức khỏe đã từ chức mà thôi. Thành ra đây là một cái chức vụ quan trọng, cho nên chúng ta đừng nghĩ đến cái chuyện tranh chấp cãi nhau hay là những lý do này lý do kia mà chúng ta cho coi nhẹ cái vấn đề tuyển lựa của một vị thống giám tối cao pháp viện. Đấy là điểm thứ nhất. Thế còn đi trở lại cái vấn đề là ông liệu có qua được cái con trăng này không, đi qua khỏi cái cửa ải từ viện này được vào tối cao pháp viện hay không, thì riêng phần nhận định của tôi đó, tôi cho là nhiều phần ông sẽ thành, ông sẽ thắng và ông sẽ trở thành thẩm phán tối cao pháp viện, tuy có những khó khăn ở bước ban đầu. Bởi vì sao? Từ năm 1789 trải qua được khoảng 160 quý vị thẩm phán ở trên tối cao pháp viện, thì cái tỷ lệ của các vị thẩm phán mà được các vị tổng thống đưa ra đó bị đánh rớt ít lắm, chỉ có 7,5% mà thôi. Và có những cái ủy ban đã bác bỏ hay là ủy ban chuẩn thuận rồi nhưng mà đưa ra thượng viện đó để mà bầu biểu quyết đó, thì cái thượng viện nó chỉ có khoảng 5% là bị rớt mà thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện này nó có gay cấn đấy, nhưng mà tôi tin là chắc ông thẩm phán Kadavo này sẽ được qua khỏi cái cửa ải này. Và theo tôi được biết đó, thì theo thượng nghị sĩ chất Gosling của tiểu bang Iowa, ông đã chuẩn bị cho cái ban tư pháp thượng viện bỏ phiếu để chuẩn thuận cho ông Brett Kadavo vào tối cao pháp viện, có thể diễn ra vào tuần sau. Ở văn phòng chủ tịch tư pháp thượng viện thì hôm thứ hai đã gửi ra một cái chương trình nghị sự là vào thứ năm tuần này sẽ có một cái buổi họp để mà biểu quyết cho khoảng 20 vị thẩm phán các tòa liên bang, trong đó có một vị tối cao pháp viện là ông Kadavo. Thành chúng tôi tin rằng là ông này sẽ qua thoát khỏi. Thế còn cái chuyện mà cô nói cái lá thư của bà Feinstein thì tôi cũng nghe được cái chuyện như vậy. Nhưng mà đừng đặt cái vấn đề tại sao ngày xưa là tránh án thì không nói, bây giờ lên tối cao pháp viện mới nói. Là thưa cô, nó khác cái vị trí. Bởi vì cái tối cao pháp viện nó quan trọng hơn nhiều. Nó tối cao nhiều, làm cái chức vụ chọn đời. Thế cho người ta có quyền soi bói. Tôi đồng ý với cô, nó có những cái yếu tố chính trị của đảng này, phe kia. Để những phe nhóm này nghĩa là cố để mà hạ nhau. Thì thành thử ra cái chuyện đó thì không ai có thể tránh được cả. Nhưng mà tôi tin rằng ông Kadavo sẽ thành công cái này. Mà ở viện Hoa Kỳ nó có một cái trò chơi mà bây giờ họ đã bỏ rồi. Đó là filibuster. Không ai có quyền cấm một thường nghị sĩ nói. Ông muốn nói bao giờ, ông nói mấy ngày, mấy đêm, ông nói cho đến mệt thì thôi. Trừ khi mà các vị thượng nghị sĩ ở trong quốc hội, 60 trong 100 vị, thì phải có 60 vị yêu cầu ông này ngừng, không được nói nữa. Thì ông đó sẽ bị ông nói. Năm 1913, 2013 đó, thì Đảng Dân Chủ đã đưa ra cái đề nghị bỏ cái trò chơi này đi. Nó nghe nó phi lý, nó làm cho cười. Và năm 2017 đó, thì Đảng Cộng Hòa, phía bên Đảng Cộng Hòa cũng đồng ý bỏ đi và hình như cái trò chơi mà filibuster bây giờ bỏ đi rồi, không còn nữa. Cho nên họ không thể dùng cái thủ thuật đó để mà kéo dài hay để phá hoại những cái lực bầu cử mà nó không có vô tích sự như vậy cả. Dạ, xin hết được trả lời với cô. Dạ, mời anh Quốc Sơn thêm. Vâng, cảm ơn hai vị. Quốc Sơn có ba cái điểm mà muốn trình bày. Thứ nhất là vấn đề cái cuộc tranh luận. Theo Quốc Sơn theo dõi cái cuộc tranh luận này đó của cái Ủy ban Tư pháp Thượng viện đó, thì nó không giống như cái cuộc tranh luận chút nào, nó giống như những cái phiên chợ vậy. Vừa cái chợ chiều và vừa chợ đêm. Thưa quý vị, thảo luận cái hơi lạ kỳ chút. Những thượng nghị sĩ tìm cách chỉ có muốn cái tiếng nói để phản đối và bất cứ lý do gì, cái mục đích của họ đó là chống đối và làm đình trệ cái đó, chống đối cho đến cùng, không cần biết là đúng hay sai. Cái ví dụ điển hình là ông Cory Booker, thượng nghị sĩ từ tiểu bang New Jersey. Ông đưa ra, ông bảo là tôi sẵn sàng hy sinh cái ghế thượng nghị viện của tôi, thượng nghị sĩ của tôi, để rồi tôi sẽ bất tuân cái lệnh của
cái điều lệ của Thượng viện và sẽ phơi bày một cái email của chánh án Brett Kavanaugh. Vì email này đó, nó có tính cách kỳ thị chủng tộc. Và ông muốn, ông đó bảo rằng, tôi sẽ là một phát ticket của thời đại mới. My goodness. Đó là một chuyện buồn cười. Tại vì ông Booker đã đổ lỗi cho Thượng nghị sĩ Grassley là cố giữ bí mật không cho phổ biến cái email này. Và Thượng nghị sĩ Grassley hỏi rằng, ông có đọc qua cái tài liệu chưa? Vì email của ông Booker đề cập đó thì đã được Tòa Bạch Ốc đồng ý giải mã và cho phép phổ biến vào tối hôm trước rồi. Nhưng ông đã không biết chuyện đó. Đó là một điều buồn cười. Cái điểm thứ hai đó là bà, về cái vấn đề của bà Feinstein thì quý vị nói giống như là đúng như là bà chơi cái trò là Hail Mary đó. Liền ra một cái chơi vậy để có tính cách vừa giao cho FBI nó điều tra đi, để mà delay cái trò chơi này và để không cho cái ông này. Nhưng mà thưa quý vị, sau cái đó thì có 65 người đàn bà cũng cùng học với ông Kavanaugh vào thời điểm 1979 đến năm 1983, trong 35 năm trước đây, và họ đã viết những cái lá thư, họ bảo rằng ông Kavanaugh là một người good person. Cái allegation đó là wrong và incorrect, không có tốt, không có đúng. Đó là cái điểm mà khi mà đến một người thượng nghị sĩ đưa ra một cái trò gọi là Hail Mary như vậy mà không có, mà phải nói đúng như Mai Lý trình bày, bà Feinstein là phó chủ tịch của Ủy ban Tư pháp Thượng viện chứ không phải là nhỏ, mà đưa ra một cái trò như vậy không có một chứng minh gì hết, không có một đủ dữ kiện gì hết, chỉ có cái lá thư giữ bí mật mà thôi. Đó là cái điểm thứ nhì. Và cái điểm cuối cùng mà Quốc Sơn muốn đưa ra đó là trong cuộc phỏng vấn trong ngày 13 tháng 9 vừa rồi, thì cái bà Ruth Gasper Greenberg, bà chánh án tối cao pháp viện đó, bà nói rằng tôi rất buồn tại vì họ bây giờ họ có tính cách đảng phái quá đi. Tại vì năm 1993 khi tôi được đưa ra để chuẩn thuận đó, trước cái thượng viện đó, thì họ rất là bipartisan. Chứ họ không có cái tính cách đảng phái như bây giờ. Tại vì lúc đó, bà nói rằng, lúc đó tôi là luật sư của ACLU, tức là American Civilian Labor Union đó, ACLU đó, và tôi đã chống nhiều cái vấn đề đối nghịch lại, nhưng mà họ không có một người nào mà đặt cái câu hỏi cho tôi về cái vấn đề này hết, và họ đã bỏ phiếu chấp thuận từ 96/3, và đó là những cái lý do tôi không đồng ý là hiện giờ đó người ta quá có tính cách đảng phái, không có tính cách trung thực. Rồi đó là ba cái điểm mà cô Sơn muốn trình bày. Trở lại tới Mai Lý. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh và thưa quý vị thính giả, cái lá thư mà bà Diane Feinstein có trong tay đó, thì theo tài liệu cho biết là bà đã có từ tháng 7 tới giờ, thưa quý vị. Và ông Brett Kavanaugh đã gặp riêng với bà, mà bà không ăn, nó không... Nếu bà đặt câu hỏi về vấn đề này, thì tại sao bà không hỏi? Trong cái buổi điều trần, bà cũng hoàn toàn không hỏi. Rồi đùng cái, bà đưa cho FBI điều tra. Vâng, thưa quý vị, đó là một điểm mà chúng tôi thấy những gì mà anh Quốc Sơn vừa mới giải thích đó, về vấn đề Hail Mary đó. Nếu mà quý vị coi football đó, thưa quý vị, hay là quý vị coi đấu banh mà nó chỉ còn có một giây hay một phút cuối cùng thôi, mà bây giờ họ cái người cầm banh còn đứng tít lít ở cái sân bề tràng bên kia, thì như vậy họ chỉ có nhắm mắt. Họ chỉ còn cầu trời xin Thượng Đế ban phép thì họ ném trái banh đó. Thì lâu lâu nó cũng, người ta gọi chỉ lâu lâu chó ngáp phải dùi ạ. Dạ vâng, đúng rồi, mình gọi là chó ngáp phải dùi. Thì lâu lâu trái banh nó cũng trúng.
Nhưng mà thường thường phải nói là hầu như phần 99% là không không có đâu vào đâu hết, nghĩa là mình ném đại đi thôi. Thì thưa quý vị, các theo các nhận định gia ngày hôm nay cho biết thì họ nghĩ rằng đây là cái phương cách cuối cùng mà phía bên đảng Dân Chủ họ phải làm như vậy, để họ hy vọng rằng FBI sẽ tiến hành một cuộc điều tra. Và nếu trong trường hợp FBI bằng lòng tiến hành cuộc điều tra thì cái cuộc phê chuẩn hay là bầu cho ông Brett Kavanaugh sẽ bị đình trễ. Nhưng mà theo tin mới nhất của ngày hôm nay thì thưa quý vị, FBI người ta đã khước từ, không có điều tra về vấn đề này. Vì thứ nhất là cái nếu sự việc có xảy ra thì lúc bây giờ ông Kavanaugh ông mới có khoảng 16-17 tuổi thôi, thì ông cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi thưa quý vị. Rồi kế đến đó thì cái người tác giả của lá thư đó có nói là ông ta gọi là ông ta dùng sức mạnh để mà áp chế bà ta. Rồi có thêm một người bạn của ông nữa vặn nhạc to lên để cho những người chung quanh không có nghe được cái tiếng kêu cứu của cô này. Thì cái người bạn của ông tên là Judge, last name của ông là Judge, thì cái ông đó ngày hôm nay ông cũng đã lên tiếng không đấy, hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra thưa quý vị. Thì do đó theo chúng tôi, không phải vì lý do chúng tôi binh ông Brett Kavanaugh, mà chúng tôi nghĩ rằng một cái vấn đề đã xảy ra 30 mấy năm về trước thì chúng tôi nghĩ rằng nó cái chuyện này rất là khó tin thưa quý vị. Nó rất là khó tin, và chúng tôi không nghĩ rằng vì cái lý do này mà nó có thể trùng, nó có thể giữ chân ông Brett Kavanaugh lại. Và cũng như ông Hồng Phúc đã trình bày với quý vị là trong tuần lễ kế tiếp, nếu chúng tôi không lầm là ngày 20 tháng 9 là ngày cuối, thì cái ủy ban tư pháp thượng viện này họ sẽ bầu, và họ bầu xong thì nó sẽ chuyển qua phía bên thượng viện và 100 thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ sẽ bầu về vấn đề này, và theo dự trù là cái sự phê chuẩn sẽ được tiến hành, sẽ được đúc kết vào cuối tháng 9 này. Thì nói tóm lại, được hay không được thì là cuối tháng 9 này chúng ta cũng sẽ biết câu trả lời. Phía bên đảng Dân Chủ thì họ muốn trình hoãn cái vấn đề này cho tới sau cái cuộc bầu cử nửa kỳ tháng 11 tới đây, vì họ nuôi hy vọng rằng nếu họ nắm được số đông phía bên Thượng Viện thì như vậy ông Brett Kavanaugh không có cách nào mà thông qua được cái cửa của họ cả. Và hay bất cứ một người nào do Tổng thống Donald Trump phê chuẩn thì cái chuyện mà có hội đủ điều kiện hay không, chuyện đó không cần biết, mà cái vấn đề họ chống, chống và chống, đó là cái chiều hướng của hai đảng hiện nay. Họ hoàn toàn chống đối nhau thưa quý vị. Bản tin kế tiếp của chúng tôi thì chúng tôi xin mời quý vị. Tôi phép góp câu đường không? Dạ, được chứ, xin mời ông lên tiếng ạ. Dạ, tôi có hai cái ý kiến. Cái ý kiến thứ nhất, cái lá thư một của bảo Stan Stan bà đưa ra đó, thì làm cho tôi nhớ đến một cái chuyện khác cũng trong việc bầu cử năm 2016. Đó là cái lời tuyên bố của ông Comey, giám đốc FBI cái thời đó đó. Ông còn có một tuần nữa bầu cử, thì ông phốt lên cho một câu, ông bảo cái computer của bà Clinton cũng có vấn đề cần phải xét lại. Thế là bà kia bổ nhào ra thôi. Thì đấy, tự nhiên hai cái trường hợp tôi thấy cái gần giống nhau, cũng đúng là đòn phép cả. Thế được cuối cùng đó, có một câu hỏi mà làm tôi cũng bâng khuâng. Đúng như anh Quốc Sơn nói đó, là bây giờ cũng thấy những trong cái thượng viện hay bất cứ ở nơi đâu nó rối loạn một cách lạ lùng lắm. Nó cũng cãi nhau như cái chợ vỡ ấy, từ thượng tầng cơ sở, từ những người trí thức có địa vị xã hội cao nhất cho tới những người bần cùng, nó trở thành loạn lạc đấy. Tôi ngồi nhiều khi tôi cứ lầm nhầm không biết vì đâu mà nó có cái chuyện như thế này. Thành vì ra đó xin hết ạ. Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với ông Hồng Phúc, không biết là vì đâu mà nó có sự việc ngày hôm nay. Dạ vâng, sau đây thì Mai Ly xin được mời hai vị quay qua về vấn đề tin tức của Việt Nam. Thưa hai vị, thông tư 19/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong hoạt động thương mại tại khu vực biên giới hai nước Việt-Trung.
Theo quyết định này, việc thanh toán bằng đồng tiền của Trung Cộng ở các tỉnh biên giới phía Bắc sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 12 tháng 10 năm 2018 tới đây. Hôm qua, tức ngày 13 tháng 9, người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam là bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng có dư luận nói rằng cái quy định mới này là vi hiến, vi phạm pháp luật nên cần phải xem lại. Thì thưa hai vị, xin quý vị cho biết ý kiến của mình ra sao về vấn đề này. Đây có phải là một cái chuyện quái lạ hay không, ở trên một đất nước của người ta mà một nước khác đi vào tự do sử dụng đồng tiền của họ, thì không biết là ông Hồng Phúc nghĩ sao về vấn đề này thưa ông? Xin cảm ơn cô nhường lời cho tôi. Giờ thưa cô, cái vấn đề này thì thật sự nó rõ như ban ngày. Cái việc đầu tiên đó là cái an ninh quốc gia, là những cái việc nó có ảnh hưởng đến cái sự toàn vẹn lãnh thổ, cũng ảnh hưởng đến cái quyền lợi của cả một dân tộc. Mà như ở Việt Nam đó, thì bây giờ tôi nói thật với cô, không làm sao mà có thể cãi được với chính quyền, với bộ máy tuyên truyền của họ ấy. Cùng một câu nói, họ định nghĩa theo kiểu này, họ định nghĩa theo kiểu kia, mình không biết đâu một lần. Do đó chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề an ninh quốc gia thì cần phải được quốc hội định nghĩa một cách cụ thể cho dân chúng biết, không thể nói một cách mập mờ được. Thì đấy là vấn đề chúng ta đòi hỏi cái việc làm của quốc hội và Việt Cộng. Là nếu không thì những cái chi tiết họ nói ra một đàng và họ làm một nẻo, đó làm cái tai hại cho đất nước của chúng ta. Ở ngày trước ở thời Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, ông Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông đã có những cái dè dặt hết sức với cái sức mạnh kinh tế của trong nước. Mà lúc đó đó, ở miền Nam Việt Nam là người Hoa họ nắm rất nhiều quyền hạn và có thể họ làm giá của thị trường trong vấn đề thóc gạo. Thành ra khi ông Diệm mà đã ổn định được tình hình đất nước rồi đó, thì ông đưa ra đến 11 cái ngành nghề trong ngành kinh tế, cấm người Hoa không được hành nghề. Muốn hành nghề những cái đó thì họ phải đổi quốc tịch, nhập tịch Việt Nam, hoặc là họ phải sang nhượng những cái cơ sở thương mại nào đó, ví dụ vựa lúa, vựa gạo, nhà máy xây sắp này kia, thì họ có thể tiếp tục và làm việc. Đấy là cái cách mà một cái chủ quyền của một quốc gia còn nắm ở trong tay của mình mới có thể làm được. Thưa không, hỏi đó đặt ra là gì? Ngày hôm nay có làm được không? Dạ thưa không. Vô phương Cộng sản Việt Nam có thể làm điều đó. Thưa quý vị, hải phận của mình, tàu của mình đi đánh cá, nó bắn chết xong cũng không dám mở mồm ra cãi, là nó là tàu lạ. Nói một cách mà không biết ngược miệng, mà đó là thông cáo của chính phủ. Với một cái đất nước như thế, mà ngày hôm nay đó, họ cho phép dùng đồng tiền của Trung Quốc là đồng nhân dân tệ đó, tiêu xài ở 4 cái tỉnh ven biên nước Việt Nam giáp tiếp với là Trung Cộng. Thưa quý vị, nói một câu nói hết sức mập mờ, chỉ nói tiêu ở 7 tỉnh đó, nhưng có cái gì để kiểm soát họ có thể tiêu xài trên toàn nước Việt Nam, khi mà họ dùng cái đồng tiền ngoại tệ để mà thanh toán trong các cái vấn đề mua bán giao dịch với nhau. Thành thưa quý vị, đây là một cái điều mà cả nước không ai đồng ý. Hơn 100 nhà trí thức ở trong nước đã cùng nhau ký tên lên tiếng phản bác cái việc này và yêu cầu chấm dứt cái tình trạng này ngay. Vậy mà quốc gia quốc tử Việt Cộng ngày nay cũng có tấm A mớ bà chủ tịch quốc hội rồi. Ở đây có người cho là vi hiến, có vi hiến hay không thì cần phải xem lại. Thưa quý vị, cơ quan đầu não là tập quyền của một cái quốc dân, mà bây giờ còn đứng còn nói ấm ớ như vậy thì quý vị biết rằng trong lòng họ nghĩ cái gì rồi. Xin được trở lại với cô và anh Quốc Sơn, vì thời gian này còn không còn nhiều. Dạ vâng, xin mời anh Quốc Sơn, thưa anh. Vâng, thưa quý vị, khi mà nói đến chủ tịch của Quốc hội Cộng sản Việt Nam á, thì trước đây chúng ta cũng nhớ bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói gì về cái vấn đề gọi là luật dự thảo luật về khu kinh tế. Thì bà nói rằng cái chuyện đó bên ủy cái bộ chính trị quyết định rồi, quốc hội chỉ có việc là thi hành thôi. Thưa quý vị, quốc hội là một cái nơi mà đưa ra luật pháp, mà chủ tịch quốc hội ăn nói như vậy thì có đáng gì, có nghĩa gì cái lời tuyên bố của bà, rồi bây giờ lại tuyên bố theo cái trò đó nữa, trong khi chẳng những mà nói tới ngày 12 tháng 10 mới có hiệu lực, tại vì cách đây đã mấy tháng rồi thì họ đã sử dụng cái tiền đó rồi, thì cái lời nói của bà này có còn giá trị hay không? Cái điểm nữa, một cái điều mới nhất đó, là trong cái ngày 10 tháng 9 vừa rồi đó, thì cái tôi là
Phó Chủ tịch Quốc hội của Cộng sản Việt Nam nói rằng còn còn tồn tại nhà nước á, thì còn tham nhũng. Thưa quý vị, nếu mà nhà nước còn tồn tại thì còn tham nhũng, thì bây giờ tại sao Việt Cộng, cái nhà nước Cộng sản Việt Nam mà không dẹp đi rồi đưa giao cho dân để dân người ta thành lập một cái chính phủ khác. Thành ra chúng ta cũng không biết là những người này đó họ có khả năng để lãnh đạo hay không, và họ còn có đủ trí thức để tuyên bố những cái lời tuyên bố đó hay không. Chúng ta nghe đó mà cũng thấy chán nản. Trở lại với mà đi rồi không có tiếng nữa. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc, cảm ơn anh Quốc Sơn và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin tạm chấm dứt vì thời lượng của chương trình, và chúng tôi xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tuần tới. Xin kính chào, tạm biệt. Chương trình này được duy trì và gửi đến quý vị thính giả qua sự đóng góp tài chính trực tiếp của quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Đài Phát thanh Việt Nam, PO Box 890335, Oklahoma City, viết tắt OKC, tiểu bang Oklahoma, viết tắt OK, zip code 73189. Xin chân thành đa tạ.